Thưa quý vị và các bạn, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn là vấn đề được cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà tình trạng tảo hôn hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số diễn ra có chiều hướng gia tăng, ghi nhận tại xã Pa Treo, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Pa Treo là xã có 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Một điều đáng lo ngại, đó là tình trạng tảo hôn vẫn diễn ra âm thầm, lén lút và có chiều hướng tăng lên. Năm 2019, xã có 17 trường hợp, năm 2020 có 20 trường hợp, từ đầu năm 2021 đến nay, xã có thêm 9 trường hợp. Hầu hết các trường hợp tảo hôn này đều không đi học, các em bỏ học giữa chừng. Điển hình như trường hợp của em Sùng A Ký, 19 tuổi, và em Lý Thị Dua, 17 tuổi, ở thôn Xéo Pa Treo, đều bỏ học về ở với nhau. Kể cả khi chính quyền địa phương, bố mẹ không đồng ý, hai em vẫn chung sống với nhau. Lúc đấy là nó chưa đủ tuổi thì mình cũng bảo là nó đồng, ở với nhau, nó mà nó thích thì là nó vào nhà ở với nhau rồi thì bố không nói được gì. Trường hợp của em Lý A Vàng và Phan Thị Xí ở cùng thôn cũng là một ví dụ. Chính quyền, các ban ngành đoàn thể đã đến tận nhà tuyên truyền can ngăn, nhưng khi thấy có người đến, các em lại bỏ trốn sang thôn khác. Những khuôn mặt non nớt, chưa biết hậu quả của việc tảo hôn đối với sức khỏe, giới tính cũng như sự phát triển kinh tế làm chủ gia đình. Theo số liệu khảo sát của ngành chức năng tỉnh Lào Cai, thì Pa Treo là địa phương có tỷ lệ tảo hôn cao nhất. Tính từ năm 2018 trở lại đây, việc ngăn chặn tảo hôn ở đây vẫn còn nhiều khó khăn khi thói quen lập gia đình sớm đã ăn sâu vào nếp nghĩ của đồng bào. Nhưng quan trọng hơn, sự vào cuộc của chính quyền địa phương dường như vẫn chưa đủ mạnh. Tập tục của người Mông ấy, từ ngày xưa thì lấy vợ lấy chồng thì chỉ mụ đơn gà đã thành vợ thành chồng rồi. Công tác phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải được đẩy mạnh, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, kịp thời có giải pháp cụ thể. Đây là kết luận được đưa ra tại hội nghị sơ kết 3 năm về thực hiện chỉ thị 33 của tỉnh ủy. Và Pa Treo nói riêng, các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa để giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, đảm bảo sự phát triển bền vững của xã hội.